dâng lên bao rực rỡ. Ngàn cây vươn vai đón hương nồng của vầng thái dương hồng bừng lên trời đông. Cỏ cây vươn vai lên tiếng, cùng bao nhiêu chim trống tưng bừng đầy sau giấc đêm dài triền miên triền miên. Rừng xanh trong hơi gió đưa xa về rực rỡ tình chan chứa. Gió vi vu vi vu suối xa êm như du lá khô suối dòng ngu ngơ xuôi về đâu. Bình minh xuyên qua khe núi nguồn vui theo tia nắng đây rồi đem hơi ấm cho đời trẻ như đôi mưa, trẻ như đôi mưa và thiên nhiên như đôi mắt. Trời ngàn lời đẹp tươi. Trong hơi gió đưa xa về giật giờ tình chán chưa. Gió vi vu vi vu suối xa êm như du lá khô suối dòng ngu ngơ xuôi về đâu. Bình minh xuyên qua khe núi nguồn vui theo tia nắng đây rồi đem hơi ấm cho đời trẻ như đôi mươi và thiên nhiên như đôi mơ. Trời ngàn lời đẹp tươi, rừng xanh vươn câu ngỡ thương đời mênh mang khắp một trời ngàn lời đẹp tươi, rừng xanh vươn câu ngỡ thương đời mênh mang khắp một trời ngàn lời đẹp.
trong sáng người con là bầu long nước hòa. Đàn là bồi ta tung đèn tân chi đến thiên muôn ngày sẽ nhau nói chuyện nhau có bè mẹ nói họ đi vui chơi. Quay trọng lên thần thái anh, trời ơi thần thái anh. Hãy subscribe.
Thì đường nào mà đi được là đây rồi, bước qua. Rồi xong, giỏi quá. Lên một xả. Rồi. Sao? Quân qua trước đi mới đỡ mới lên chứ bỏ qua rồi ai qua cho nó đỡ. Rồi qua. Chết luôn á. Giờ sao? Quân hai quen. Người, hai người. Hai đây. Đứa bợ. Lên. Không. Đó đúng. Khắc cái kỳ gì khắc. Đi ra ngoài kìa. Cố lên. Dơ ơi.
qua sao cái đầu qua trước cũng được, cái chân qua trước cũng được. Cái đầu qua trước, cái chân qua trước luôn á, Quỳnh á, phi qua luôn thử được không? Được cái đầu phi quá. Bây giờ mình nhảy xa vậy đó. Giống như là bơi lội vậy, bơi vậy. Giờ giờ dở cái chân lên, dở chân lên. Dở, 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 dở. Được chưa? Rồi nó. Không ra rồi. Lên. Lên. Nó bắt cái quần. Lên. Rồi khắc chưa. Đi qua đi. Để cho Duy qua trước mày. Tụt bút áo. Kệ tôi rồi tới người đóng cùng vô. Rồi người đỡ, đỡ đi, đỡ bên này. Rồi. Cho đầu ăn két luôn. Cho đầu ăn két. Ghê vậy. Duy qua luôn rồi, qua luôn. Lại Duy. Từng bước về trong cơn gió, hồn như đám mây trắng lững lờ. Sao hồ không ngờ không bên đẹp như kiếp tôi miền. Anh dâng lên một đoàn thanh niên, cùng nhau đi từ khi nắng sớm. Lúc sau chiều, về trong một chiều. Mọi người đã đứng trên đường dài. Đoàn người đi. Bỏ một cái chảo ra. Có sao không? Có sao? Đánh mình đi ra.
Em cũng có ý định rớt xong rồi nhưng mà thôi. Rớt mũ. Rồi. Khi nào em ơi, khi nào lấy hết báo anh nha. Em dù ba. Đi lên cầm rồi. Đi đông chạm ơi. Để đông chợ. Ủa mình còn không? Chạy lên rồi. Vậy là đội mình lớn rồi hả? Dạ. Người ca đào thiêng, nghe chiếc thuyền hoa ca lên.
em vào nguồn vui sông yêu mến, xeo vào nơi cùng tôi làm thơ. Làm tiếng bước lên đường, nhịp nhàng từ gió sông về ngàn vườn. Tâm hồn sáng tươi chứa tràn niềm vui, đêm bao chi cường lời ca đào tiếng. Nghe chim rừng hòa ca liêu lo, vang trời thanh cao ta reo hò. Đem bao nguồn vui sông yêu mến, reo vào nơi.
vì lòng người ngài quý e sầu. Anh em ta ơi, đường dài, còn nhiều chờ ngày, còn nhiều nguy khó kiên gan kiên gan. Anh em ta ơi, quyết tâm ta vượt qua. Vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngài núi e sông. Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngài núi e sông. Đường dài còn dài, còn nhiều chờ ngày, còn nhiều nguy khó kiên gan kiên gan. Anh em ta ơi, quyết tâm ta vượt qua. Xin ta cũng phải treo. Đường trường, đường trường, chúng ta cần vui lên, chúng ta cần vui lên, chúng ta cần vui lên mà đi. Đường dài đường trường xuôi mắt ta trèo ve ru em tay chim ca bên đèo. Đường dài đường trường xuôi mắt bên đèo, tên ta cũng phải treo. Cứ bám theo cây đó là được. Cái chân trơn nha, chỗ đó trơn. Đúng rồi, bám theo, đúng rồi. Bỏ đây cây, được, không sao hết. Để bạn chủ động là bạn dễ hơn. Đừng có bỏ tay ra là được. Đúng rồi, bám theo cái này đúng rồi. Nhỏ nhỏ thôi. Đúng rồi. Được không nên là đừng nhỏ nhỏ thôi. Đúng rồi, này nè, cứ chừng này. Một thằng à. Lên đi. Lên theo ơi. Lên đi, lên theo ơi, mọi. Để cái cây đây, lên mình đi về. Thôi thôi. Con gì con gì nó cắn. Anh
người mà. Xong. Gậy gậy. Khen cái lên rồi kìa. Này cầm gậy cho. Em cầm gậy cho anh rồi. Ủa cái gì đó rồi? Chị quay đây. Cây ai vậy chị? Cây quân kèn á. Cây quân kèn á. Cây đậu bên này. Bởi cho nó hết xuống rồi. Chiều mấy giờ xoa được đi lên đi lên đi con xong rồi tạo mấy mày cái hang này cận anh thật yêu nè xong thôi nhưng mà có ai đỡ nổi trời anh đi đâu vậy thấy nữa là gì rồi dở à dở quá đừng có đụng cái sợi dây điện đừng có đụng sợi dây điện đừng có cầm này, đừng có cầm sợi dây, cầm quá lộn quá sợi dây điện nha, bắt cái đó không biết anh kè xuống đâu á. Diễn đi em, diễn lên, diễn lên, mệt quá. Diễn luôn á. Diễn lên. Trời ơi, trời ơi, hai đứa bắt chạy luôn đi. Em ơi, em. Tôi đang đè dây luôn à. Đừng có leo cái dây nữa. Nó lại luôn á. Đừng có kéo dây nữa được không? Cầm dây. Đè cái sắc mặt luôn á. Ê từ từ, đừng, đừng đè. Cái vỏ nè, cái vỏ. Hưng mà đè cho anh xỉu à. Chết rồi người xì ba. Ở đây có cầu thang mà đi lên đó. Đừng có đẩy quá. Mệt quá. Trời ơi, cái thằng kia đi nữa đàng hoàng quá. Trời ơi, anh đi bộ còn nhanh hơn con đi dây nữa nè. Mà đây có cầu thang không đi bộ đàn. Đi học thì đó hả? Yêu không? Đi ra. Anh chồng cái này. Anh định là kinh tế luật đại học. Kinh tế luật thì gần nhà anh. Gần nhà anh luôn hả? Đây đây, đây đây. Đừng có được chụm dây xuống. Đi thôi nào. Ôi.
Mình dây. Trời ơi, quá đỉnh mà. Đi lên không được. Ui da, trời ơi, tay tôi mọi người. Mọi người lúc sau đó. Thôi em không lệnh người đâu. Lấy cái cây luôn à. Lấy cây. Quá. Lấy cây. Lấy xong diễn cho coi mày lên xong mày đứng lại đó nha, tí coi xong diễn. Tại trễ giờ mình chết với ta. Nhanh đi kiếm cắn nách nè. Bỏ dây ra Duy, bỏ dây ra Duy. Bỏ dây luôn đi. Cho tự cầm dây đó. Nói đi nhỏ. Bỏ xong rồi. Dễ quá, ta kêu mình. Nó buồn. Em phải lại qua chứ, anh lại với em hả? Mấy đứa nhỏ lên đi. Đâu chung quá. Mấy nhỏ bám vô cái dây nè. Lên lên. Cầm dây đàng hoàng đúng bài bản. Đúng bài bản em. Dây căng dây cho nhỏ Duy. Ừ, tụi bay xuống đây, xuống đây. Ở thường trò chơi đúng không? Lên lên. Quá đi. Nó không có gì hết, nó nguyên vậy nè. Dạ dạ. Chưa tới đội phần. Ừ, cho người ta xong hết thì lên. Lên lên. Bây giờ nó căng dây cho anh coi thường trò chơi. Xuống, có dây không chịu nắm dây. Xuống. Sợ em bò lên cho nó. Lên tay. Chịu đi. Em đâu em? Có lên, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Lên em, có lên sắp tới rồi. Đi. Đi vô phía này nè Minh. Phía này nè. Đừng có bảo. Ờ lại nè. Lại, có bảo đi luôn bảo. Có bảo. Có bảo, đâu nha. Đi. Thôi trở lên. Vô. Đèo cao. Vô ta. Thì mặt đèo cao. Vô ta. Nhưng mà cao quá. Vô ta. Thì ta đi về. Vô ta. Vô ta. Vô ta, vô ta. Anh em, vô ta. Thằng Thái vượt đeo, vô ta. Nhưng mà cao quá, vô ta. Tụi ta đi về, vô ta, vô ta. Hồi vô ta, vô ta. Để coi lời. Lên lên, lên. Lên lên lên, xin chứ. Nhìn nè, nhìn nè. Ôi ơi, căng dây lên. Nó tuột xuống. Chưa thêm. Ui, ơi sao có vậy? Ai sao nó buồn vậy? Ủa sao nó buồn? Ơi, ơi, té té. Ai giật tụi nó bị kéo xuống. Không, nó bị kéo xuống. Ủa sao tuột dữ vậy? Đây đây em cứ kéo đây. Cứ kéo đi. Buông đi Duy. Buông đi. Buông ra. Đi. Cho tụi đi. Ui, ủa sao nó tuột? Không làm gì nha. Ai đó anh đâu? Ê, ê, mọi người ở trên ơi. Hưởng ứng nha, vô tà là họ vô tay á. Hai ba, tè nha. Anh em, vô ta. Hai ba, thằng hai vượt theo. Vô ta. Không ai chơi á. Chơi mọi người. Cuối cùng rồi đó. Buồn ơi. Lên lên, cố lên Bobby. Cố lên nè, lên đi xong tụt xuống kia lại nè. Những người tên Duyên á, dẻo dài lắm. Duyên dẻo dài. Tay tay tay. Nè em diễn sâu nè, chuẩn bị quay clip nè. Chuẩn bị quay clip nè. Diễn sâu lên. Dẻo. Ê Duyên, nhả người ra sâu luôn Duyên. Trời ơi. Ủa mua đi đâu nè. Nhả người ra sâu luôn. Lên nè. Em mua đi chụp hình đi đâu vậy? Đúng rồi. Muốn tay luôn. Cười đau bụng luôn á trời. Lần 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 lần. Nặng xuống, nặng xuống, nặng xuống, nặng xuống. Dẻo. Dẻo, nắm dây. Duyên. Đừng lại. 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 Đừng lại.
Bà diễn cái thiệt vậy? Điều tới. Đức Huệ tin em. Đội không tin em. Xuân ơi. Chị bên mái nhà sao sai kia. Chị nhiệt tình ghê quá. Sao chị lại ơi, chưa. Em bây giờ bắt đầu nha, anh đi lần lượt từng cái một nha, từng mốc lịch sử một hả. Thứ nhất là 1932, đồng ổ Phật tử ra đời do bác Tâm Minh Lê Đình Thám sáng lập. Chính xác. Cái này của đội nào dán? Giờ đây. Không nhớ luôn hả? Không nhớ bây giờ phải nhớ nha. Cái mốc thời gian cái gì ra liên quan tới tới tổ chức gia đình Phật tử của mình ha. 1940, hình thành đoàn thanh niên Phật học Đức Dục gồm 12 thành viên. Họ cứ thấy anh là đúng rồi, thiếu một anh. Đoàn nào đang cầm một anh? Hả? À, anh Hiệu kiểm tra thứ người ở đây còn thiếu anh tên gì, đoàn nào đang cầm? Không phải. Ủa đoàn nào cầm tờ vàng dưới tay cũng không biết hả? Mốc ra 1944. Nè các em chú ý, tí nữa sẽ hỏi á. Năm 1944 thì thành lập 4 cái gia đình Phật Hóa Phổ đầu tiên. Thanh Tịnh. Sai. Xung đoàn. Đây, sai mất rồi. Hướng Thiện. Ở đây đâu. Ở đây còn hai gia đình nữa. Còn hai gia đình ở đây nữa, em nào đang cầm hai gia đình đó? Đúng rồi, Tâm Minh Tâm Lạc. Bác Tâm Minh làm phụ trưởng. Rồi, Tâm Lạc nữa. Ai đang giữ Tâm Lạc? Ủa các em đội trưởng cầm giấy ngó lại của mình coi. Ở trên này vẫn còn thiếu rất là nhiều. Đây, Tâm Lạc, em nào dán qua tới Túc Minh năm 1951. Anh em qua lại đây, năm 1944. Tâm Lạc do bác Nguyễn Văn Thục làm phụ trưởng. Đây, đủ. Ngõ nha. Tí hỏi lại thiệt. Năm 1947, thành lập gia đình Phật Hóa Phổ ở miền Trung sau thời gian bị tạm ngưng do chiến tranh á, là năm 1945, đúng không? Qua năm 1947 thì gia đình Hóa Phổ tái sinh hoạt lại với hai đơn vị. Đây, Liên Hoa lộ Hướng Thiện ở trên này lấy dán vô. Ngõ vào nghe em chú ý nha, kể cả các em anh Vũ nha, cái chỗ nào anh sửa rồi nhớ lại nha.
Rồi sau 1947 đến năm 1948 thành lập gia đình Phật Hóa Phổ ở miền Bắc. Đúng không? Em nào dán miếng này? Đúng không? Chính xác không? Chính xác. Gồm có hai gia đình, gồm có gia đình Phật Hóa Phổ Minh Tâm và gia đình Phật Hóa Phổ Liên Hoa. Ha, chính xác. Ở trong này có một mốc rất là quan trọng nè, cực kỳ quan trọng luôn nha. Xong hỏi lại ban hướng dẫn gia đình Phật Hóa Phổ Thừa Thiên được thành lập năm 1949 là đúng. Ở đây quan trọng nhất nha là huy hiệu hoa sen của mình ra đời vào năm này nè, mình đeo ở trên ngực áo là ra đời từ năm 1949. Năm 1951, cái này cũng cực kỳ, mốc này cực kỳ quan trọng luôn nha. Hả? Là đại hội huynh trưởng gia đình Phật Hóa Phổ lần thứ nhất và danh xưng gia đình Phật tử ra đời từ năm này. Nó không chỉ là các em mua một cái áo màu lam và các em về các em mặc cái giống tất cả các anh chị đều mặc lên người, đúng không? Mà cái áo của các em đang mặc, cái hình thức ấy, cái khuôn mẫu đấy, đúng không? Nó được đổi bằng xương máu của anh chị mình đi trước. Ở đây có chị Quách Thị Trang năm đó bao nhiêu tuổi các bạn, em biết không? Duyên biết không? Bằng tuổi. Trước phát nạn sự đàn áp của chính quyền thời đó, tất cả mọi người về Phật giáo xuống đường biểu tình vì chị là người đứng ở phía trước đi. Chị cũng chỉ là một thiếu nữ của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam mình. Và chị đã anh dũng hy sinh giết làn đạn. Ở đây ngoài chị Quách Thị Trang còn rất nhiều anh chị mà giờ lên đây tay anh cũng cảm thấy. Chị Đào Thị Yến Phi, các em biết chị ở đâu không? Ở Khánh Hòa đúng không? Ở đây, ở đất đây, đất Khánh Hòa. Các em phỏng một chút xíu, các em có thấy đâu không? Đâu. Nhưng vì màu áo, vì tôn giáo, vì đạo pháp, chị tự thiêu còn đốt Yến Phi. Các em hình dung chiếc áo chúng ta mặc đến lúc này nó còn nhẹ không? Nó vẫn nhẹ hả các em? Vẫn nhẹ thôi ha. Hả? Không, nó vẫn còn mang nặng ân tình của rất nhiều anh chị đi trước ha. Cho nên chúng ta không phải chỉ hời hợt giống hiện trạng các em đang ngồi bây giờ. Tí xíu mình nói tiếp. Ở đây còn có anh Lê Thanh Xô. Lúc đó là nói chung là đàn áp Phật giáo kinh khủng khiếp, chùa chiền là đập phá, tăng ni là bắt nhốt. Và anh đứng ra bảo vệ Tam Bảo, bảo vệ chùa mà anh bị bắn. Anh hy sinh chùa Tam Bảo ở nơi anh sinh hoạt. Chúng ta trên đường chúng ta đi trong suốt hành trình lịch sử của tổ chức gia đình Phật tử không đơn giản là hoa thơm trái ngọt, không đơn giản chỉ là tình thương anh em chị em với nhau, và còn cả sự hy sinh xương máu của các anh chị bậc tiền nhân đi trước bảo vệ, để đến hôm nay chúng ta vẫn vững vàng kiên định có một tổ chức mang tên gia đình Phật tử. Qua năm 1968, khóa hội thảo huynh trưởng thiếu nam liên miền Khánh Hòa, Khánh Anh, Quảng Đức, Huế, Vĩnh Nghiêm, chính xác. Các em lên Đà Lạt các em thấy quý như cái gì? Chạy trường đúng không?
và chạy chân của ta được đặt đá xây dựng đầu tiên vào năm 1969. Hội thảo hình dưỡng gia đình Phật tử Việt Nam thu hẹp cương lĩnh lý tưởng sứ mệnh gia đình Phật tử Việt Nam, thể hiện thể thức cải tiến lề lối sinh hoạt, đại cương về sinh hoạt và các cấp trong gia đình Phật tử tổ chức sinh hoạt ngành thanh. Chính xác. Năm 1970, Đại hội huynh trưởng lần thứ 7 tại Quy Nhơn thống nhất tài liệu tu học và huấn luyện. Năm 1973 là Đại hội huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam lần thứ 8 tổ chức hiệp kỳ đầu tiên, đúng rồi, thông qua ban nội lệ tương tế, duyệt y chương trình tu học và huấn luyện các cấp và diễn ra tại Đà Nẵng, thống nhất các mẫu huy hiệu, cấp hiệu, phù hiệu. Ngày 23 đến ngày 25 tháng 12 năm 1973 tại trại trường Đà Lạt diễn ra hội nghị huynh trưởng cấp dũng, cấp tấn toàn quốc, khánh thành Đài Lộc Hòa, chính xác, khai mở trại vận hành 1, chính xác luôn. Năm 1980, từ năm 1973 đến năm 1980, nó có một sự kiện là thay đổi về chính trị. Năm 1975, do đó mà tất cả các tổ chức sinh hoạt đều bị dừng nghỉ dưới sự quy định. Đến năm 1980, tại trai đàn chuẩn tế ở gia đình chị, lúc đó là chị Hoàng Thị Kim Cúc, lúc đó chị là quyền trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam, chị đã dũng dạc tuyên bố dân tộc còn thì đạo Phật còn, đạo Phật còn thì tổ chức gia đình Phật tử còn, vì tổ chức gia đình Phật tử nằm trong lòng đạo Pháp và dân tộc. Do đó mà từ cái sự hiệu triệu này của chị mà hàng hàng lớp lớp các tỉnh thành, các huynh trưởng có một sức bật, sức mạnh vượt ra khỏi mọi cái sự khó khăn lúc đó. Và trong đó có một tổ chức, có một gia đình của anh cũng vậy, cũng ở Lâm Đồng giống Đức Phổ, các em đã bắt đầu vượt qua khỏi sự áp đặt, sự kìm kẹp và phục hoạt lại sinh hoạt. Do đó mà trong cái cột mốc này á, là hàng loạt tất cả các tỉnh thành đã ngưng sinh hoạt sẽ đứng dậy phục hoạt lại và sinh hoạt lại gia đình Phật tử. Và cái chỗ khúc chỗ này đổ đi, cái tổ chức sinh hoạt gia đình Phật tử của chúng ta nó lại bắt đầu tung mạnh và phát triển. Cho đến năm 1990, trên bản đồ Lam Sự bắt đầu xuất hiện một gia đình mang tên Linh Phổ. Bác giờ anh Lý đội trưởng đầu tiên của gia đình mình tên gì? Tên Thịnh Long, không? Nhớ ha? Máy này thuộc về gia đình mình, nghe? Hiểu không? Nhưng mà ở đây, nếu như mà ở đây mình không có này, ở trong đây có em nào của Linh Phổ không biết gia đình mình bắt đầu sinh hoạt từ năm nào không? Có biết không? Có không? Chắc có, bảo đảm có. Sẽ không biết là gia đình mình đã được tồn tại bao nhiêu năm rồi? 20 mấy năm, gần 30 năm, đúng không? Hãnh diện không? Hãnh diện không? Các em Linh Phổ hãnh diện không? Hãnh diện. Gia đình của mình đã được ghi tên trong bản đồ Lam Sự cách đây gần 30 năm, chứ không phải chỉ 1-2 năm gần đây. Đó là cả một quá trình, cả một bề dày lịch sử. Nhớ nha các em Linh Phổ ha. Và các anh chị khơi dậy thành lập gia đình mình đầu tiên, sáng lập gia đình mình, các em luôn luôn phải nhớ huynh trưởng Phan Tử Long, Nhật Hưng Phan Tử Long, nhớ nha. Và đến năm 1994, anh hỏi gia đình Phật tử Đức Huệ, đó là cột mốc gì? Không, không, nói, anh hỏi từng người à. Trước Duy là ai?
Diệu, năm 1994 thì có còn món gì đó với gia đình Phật tử Đức Huệ? Gia đình Phật tử Đức Huệ chính thức là thành viên của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, ha, đúng không? Và người đầu tiên sáng lập ra gia đình Phật tử Đức Huệ là ai? Hả? Ở đây ghi nè, Nguyên Linh và Quốc Việt chị và chị Huynh trưởng Diệu Ngộ Nguyễn Thị Hội ở đây vẫn còn thiếu. Ở đây vẫn còn thiếu anh nhỉ? Bữa mà khai mạc chạy anh có nói á các em, cung kính ngưỡng vọ quái vật giác linh hòa thượng thượng thiện hạ pháp ân sư sáng lập gia đình Phật tử Đức Huệ. Nhớ nha, thầy giống như là một người cùng bác của mình, phải ăn sư sáng lập tổ chức gia đình Phật tử Đức Huệ của chúng ta. Các em thấy hai cột móng này thân thương không? Nhớ nha, tất cả các cột móng còn lại là một bề dày lịch sử của chúng ta, đúng không? Cho đến lúc mà chúng ta ra đời chào tiếng khóc đầu tiên, đúng không? Nó đã là 62 năm. Vậy hồi nãy các em đi chơi trò chơi lớn nó qua bao nhiêu trận? 5 trận. Các em thấy mệt không? Các em thấy mệt không? Không thấy mệt là đúng. Tại chúng ta qua có bao nhiêu đó trận thôi, để chúng ta đi ngược lại dòng lịch sử của tổ chức gia đình Phật tử thôi, đúng không? Có vui không? Chính xác. Tại chúng ta được chơi, còn dòng lịch sử của chúng ta là đổi màu và được mất. Các em có thấy là mình vẫn còn một chút không thấu hiểu với nhau ở trong đội, đúng không? Vẫn còn sự phùi muộn thường tình, đúng không? Chính xác. Vì chúng ta đã nói chính xác cái cảm xúc của lòng mình. Nhưng chỉ là một trò chơi thôi, nhưng các em muốn các em chạy ngược lại dòng lịch sử của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam chúng ta, để các em thấy rằng trong một cuộc chơi của các em ở đây bao nhiêu cuộc móc, và ở đây đã đánh đổi bao nhiêu máu xương và sự hy sinh anh dũng của chư linh, chư thánh tử đạo, chư tiền bối hữu công, sáng lập viên, bảo trợ viên của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, đúng không? Cho nên bây giờ các em ngồi ở đây, các em nhìn lên cái biểu đồ này, các em có mệt một chút cũng cố gắng, vì đó là xứng đáng. Xứng đáng không? Xứng đáng thì chúng ta hãnh diện và biết hết tất cả những cái vấn đề này không? Hay không? Xứng đáng không các em Linh Phổ? Xứng đáng không? Hả? Linh Phổ nè, xứng đáng không? Có. Đúng vậy, xứng đáng không? Mệt, đói, đúng không? Nhưng nó xứng đáng ha. Vì vậy á, các anh muốn các em sau khi tan hàng nè, chuẩn bị đem cơm ha, hãy ghi lại những cột mốc này nghe, bằng bất cứ hình thức nào của từng cá nhân nghe. Hai bác đã nói đây là cái dòng thời gian khi bốc hình thành nên chúng ta, khi màu áo lá ta đang mặc hôm nay không đơn giản đơn giản, và đó gồm cái gì? Tất cả sự cống hiến của chư tôn hòa thượng, của tất cả các huynh trưởng thế hệ đàn anh. Ta nghĩ rằng có lẽ bây giờ các anh chưa thắng đâu, nhất là anh Vũ nè, nhưng các con nhớ rằng là tương lai các con sẽ là người nổi tiếng. Và trước bác các vị ngành thanh ngành thiếu đây, các con sẽ là người nối tiếp của bác, của các anh chị. Giống như chạy hôm nay, bác thật là thanh thản. Thanh thản cái gì? Chạy hôm nay, anh Hiệu nè, rồi anh Lưu nè, chị My nè,
rồi chị đều lo hết. Bác đâu có lo gì đâu, bác không lo, bác tin tưởng nơi các anh chị. Nhưng khi bước chân đi, bác vẫn phải đi. Vì sao vậy? Không biết rằng các con đi đâu, trời ơi, đường sông xuống leo chèo như vậy. Bác thanh thản nhưng mà một chút lo, nhưng bác tin tưởng rằng các con sẽ là những người nổi tiếng. Vậy thì trong cuộc hành trình này, các em đội trưởng đã dắt dìu đội mình đi rất là tuyệt vời. Và bác về thấy không thấy em nào chèn xước hay cái gì hết, chỉ có gì ướt giày. Ướt giày đến nữa không phải phơi giày ra, ai ngờ đâu bị anh luôn phạt. Rồi bây giờ để vui, chúng ta cùng hát bài Dắt dìu nhau mà đi. Cứ còn lặp lại theo lời bác thôi. Và bây giờ bác sống mấy rồi phải không? Các con lắng nghe bài lặp theo lời bác này. Đường quê hương từ Bắc đến Nam, hai ba. Đường lên tay rừng sâu biển mai. Ôi đau chân miệt mài, ôi đau chân miệt mài. Đường ra đông dừng khơi sóng đưa, đường ra đông dừng khơi sóng đưa. Tôi thấy là đất nước Việt Nam mình đi dọc quốc lộ, bên tây là gì? Là núi, là rừng, còn đông là gì? Là biển. Thế thì anh em chúng ta sao đây? Dắt dìu nhau mà đi, dắt dìu nhau mà đi. Đời còn lắm gian khổ, đời còn lắm gian khổ. Dắt dìu nhau mà đi, dắt dìu nhau mà đi. Đời còn lắm oan thương, đời còn lắm oan thương. Rồi các con nhớ là hãy dắt dìu nhau, chúng ta đi trên con đường gia đình Phật tử Việt Nam. Bác tin tưởng nơi các con. Rồi đó. Chúng con xin cung thịnh đại đức tiên sướng. Chúng con xin phép quý anh chị cho chúng em được điều khiển nghi thức chào cờ và cử bài ca chính thức gia đình Phật tử Việt Nam. Phật tử sống, Phật tử kia sớm đoá sen.
một phút tưởng niệm anh linh chư thánh tự đạo, chư tiền bối hữu công, chư vị sáng lập viên, chư vị ân sư bảo trợ, gia trưởng, huynh trưởng, đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam quá cố. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm đã qua, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức chứng minh. Kính mời quý anh chị, quý vị quan khách đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa bác gia trưởng, kính thưa anh chị liên đoàn trưởng, anh chị huynh trưởng hai đơn vị cùng toàn thể các em trại sinh thân mến. Nhân dịp vào hè, gia đình Phật tử Linh Phổ phối hợp với gia đình Phật tử Đức Huệ tổ chức trại hè cho các em đoàn sinh. Đây là kỳ trại tạo cho các em có cơ hội để rèn luyện, vui sống cùng với thiên nhiên, xây dựng và phát huy tinh thần tập thể, sự đoàn kết, kỷ luật trong góp phần thăng tiến bản thân và chuẩn bị hành trang vào đời, đồng thời kiểm tra và đúc kết lại kiến thức cho các em đã học trong thời gian vừa qua. Đó là lý do của buổi lễ khai mạc trại ngày hôm nay. Sau đây chúng con xin được phép thay mặt ban quản trại thông qua chương trình. 1. Niệm Phật cầu gia bị. 2. Cử bài ca chính thức gia đình Phật tử Việt Nam. 3. Phút tưởng niệm. 4. Tuyên bố lý do thông qua chương trình. 5. Giới thiệu thành phần tham dự. 6. Nhận xét của đời sống trại và kỷ luật. 7. Tổng kết phát thưởng. 8. Trao trả quà lệnh của trại trưởng. 9. Lời bế mạc. 10. Huấn từ. 11. Đạo từ của chư tôn đốc chứng minh. 12. Lời cảm tạ hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức chứng minh cùng chư tôn đức tăng ni, trên khắp tòa Quang Lâm chứng minh, chúng con thân thành tâm cung ngân cung kính giới thiệu đại đức Thích Đồng Ứng, trụ trì chùa Định Huệ chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con cung kính được giới thiệu, cung kính giới thiệu sư cô, sự hiện diện của sư cô Thích Nữ Nhất Niệm chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con cung kính được giới thiệu bác gia trưởng gia đình Phật tử Đức Huệ Nguyên Linh, tạo quốc vực phạm quốc Việt Trị, đồng chức đồng chủ tọa cho buổi lễ hôm nay. Chúng con cung kính được giới thiệu bác gia trưởng gia đình Phật tử Linh Phổ, đồng khởi Huỳnh Ngọc Thọ, đồng chủ tọa cho buổi lễ ngày hôm nay. Chúng em trân trọng được đón tiếp và giới thiệu quý vị phụ huynh và 11 huynh trưởng và 80 trại sinh hiện diện trong buổi lễ bế mạc ngày hôm nay. Sau đây, tiếp theo chương trình, xin mời anh kỷ luật trại Hồ Viết Trung lên nhận xét về tình hình kỷ luật của trại vừa qua. Trại cho tiếng nghe thật lớn. Tâm minh sáng! Tâm minh! Sáng! Xin chào, kính mời anh. Thay mặt khối đời sống trại, khối kỷ luật trại, tôi xin nhận xét kỳ trại hè Tâm Minh 2 như sau. Nhìn chung trại hè năm nay các bạn là về kỷ luật đa số là các đội về mặt hạn chế là còn rất là lê mề trong cách tập họp cũng như là cách làm việc. Khi mà khối đời sống trại điều hành, do đó các bạn, nhất là các đội trưởng lưu ý trong các kỳ hạn trại tới nên cố gắng tổ chức cho đội của mình tuân thủ kỷ luật và giờ nào việc nấy. Khi làm việc chúng ta phải hết mình với công việc. Đó là về mặt yếu điểm của các bạn năm nay. Tuy nhiên, từ lúc mà bắt đầu triển khai kế hoạch trại cho đến thời điểm này,
về cái kế hoạch trước trại thì nhận thấy từ ban kỷ luật cũng thấy các bạn rất là gia tâm trong vấn đề những cái công việc mà ban quản trại đưa ra. Mặc dù các bạn cũng bận rất là nhiều công việc nhưng mà các bạn vẫn cố gắng sắp xếp các bạn trong cái đầu của mình nỗ lực trong những cái hoạt động. Đến đất trại các bạn cũng đã nỗ lực rất là nhiều, mặc dù có những cái đội của Đức Huệ có những em rất là nhỏ nhưng mà các bạn đội trưởng vẫn rất là cố gắng dìu dắt em mình qua những cái chặng đường mà khó khăn mà ban quản trại đã sắp xếp. Thì thay mặt khối kỷ luật trại, chúng tôi cũng rất là hoan nghênh tinh thần của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ là giây phút mà được mong đợi nhất của tất cả các em trại sinh, đó là phần phát thưởng. Yeah. Phần thưởng đầu tiên là tiết mục trò chơi nhỏ. Các bạn có biết là đội nào không ạ? Đội quân trưởng. Rồi. Xin mời đội trưởng của đội vàng 2 hô đội và em đội trưởng đó lên những phần quà. Cái đội vàng 2 này cũng là nhận được phần thưởng của đội game show. Ghê được hai bạn rồi, đứng im đi, đây mình nhận quà đâu, biết hiệu mình nhận rồi. Rồi xin gửi tặng đến đội một phần quà nhỏ quan quan trại. Tiếp theo là phần thi nhảy đồng diễn, một cái sự rất là khó khăn cho ban giám khảo khi mà phải đưa ra một quyết định để cho đội nào được huy hiệu nhảy đồng diễn. Nhưng cuộc chơi thì lúc nào cũng phải có một cái người thắng cuộc, nhưng mà thật sự các em là những người thắng cuộc trong lòng của tất cả các quý anh chị ở hiện diện tại nơi này rồi, vì tất cả các bài nhảy các em nào cũng là tuyệt vời. Tại vì sao? Đó là nhảy từ trái tim chúng ta, đúng không? Rồi, cảm ơn các em. Bây giờ ai đi nữa thì không thành vấn đề. Xin mời, đây là một cái sự tuyên dương cho đội có thành tích, nỗ lực. Đó là đội trắng 1 được hoa sen vàng và được huy hiệu. Trắng 1, sáng. Trắng 1 cho đồng hoa sen 1. Và đội có được huy hiệu hoa sen bạc và đồng là vàng 2 và hồng 2. Anh xin công bố, nhưng mà chúng ta chỉ trao cho huy hiệu cho đội trắng 1. Và xin mời nguyên đội trắng 1 cho tiến vào phía trước. Chúng em xin trân trọng kính mời anh trại trưởng, quý anh trong khối trưởng trại, chúng ta hoan hỷ gửi đến phần quà cũng như là bộ huy hiệu nhảy đồng diễn cho tất cả các em cho đội sen trắng 1. Dạ. Đội vàng 1 cho anh bài hát vui. Em bốc hương bay về đây chúng ta sống trong đạo duyên, chúng ta là hương gió mang đi ngàn phương, đường đêm theo nắng gặp lời anh vàng. Hôm nay cho bài hát vui nào, một cùng nhau ta xâm hầm đây, một hai ba bốn năm nên ta về cùng nhau ta xâm hầm đây, năm bốn ba hai một một đường xuyên bên nhà hai quay nhìn nhau đi ba cầm tay trắng nghe không muốn ai chưa vừa bốn nhà cầm chúng ta bốn bé một nhà năm nhớ mãi tình như trong câu ca. Xin mời quý anh chúng ta lại chúng ta xin một tấm hình lưu niệm ạ. Anh dạ. Nó khớm lại vô. Nhanh lên chị Dương. Muốn vô hả? Vô kìa. Coi giá, coi giá một. Và giải tiếp theo đó là giải văn nghệ lửa trại. Và đội đạt được huy hiệu văn nghệ lửa trại là đội
Hồng 1 xin chúc mừng đội Hồng 1. Xin mời đội Hồng 1 chúng ta nhanh chóng hô đội và tiến lên phía trước ạ. Gia đình tổ dân phố chúng ta tiến lên gửi huy hiệu và dạ, con mời hai bác chúng ta đồng tiến lên gửi hiệu cho đến cho các em ạ. Rồi em muốn anh cầm cho chị Như để Như cái đoạn này được giải nhất là nhờ mấy giọt nước mắt của Yến. Cái đoạn hồi nãy mà được hai cái giải đó là nhờ anh Thông đi làm nữ công. Và trong phần văn nghệ lưỡi trại thì cũng rất là ghi nhận cái sự đầu tư chỉnh chu của hai đội, đó là đội vàng 2 và đội xanh 1 đã có những tiết mục rất là ấn tượng cho ban giám khảo, và cũng như đó là một cái tiết mục rất là đậm chất, và cũng đội của anh Quang Huy cũng vậy đó, những đậm chất gia đình tử, và có lời khen gợi đến cho tất cả các em đã rất là đầu tư tốt. Nhưng mà dù sao cuộc chơi thì không quan trọng, miễn sao mình làm hết mình, mà các anh biết các em đã làm rất là cố gắng. Rồi trò chơi lớn, giải nhất trò chơi lớn thuộc về đội có số 2. Các em đã có câu trả lời cho mình rồi, đó là xin mời chúc mừng đội vàng 2 đã giải nhất trò chơi lớn năm nay. Xin trân trọng kính mời đội vàng 2 hô đội và tiến lên phía trước. Em trân trọng kính mời anh Liên Hoàng Trưởng cùng các anh trong phối lưỡng trại gắn khuyệu lưu niệm cho và em mời chị Liên Hoàng Trưởng gia đình tử Linh Phổ cùng tiến lên gửi những huy hiệu trò chơi lớn cho các em đội sen vàng 2 ạ. Chị ông Trân Cẩn mời. Nhanh. Dạ. Dạ em trân trọng kính mời quý chị ạ. Lên nhanh. Đội trắng 1 cho anh bài hát vui. 1. Đội trắng 1 cho anh một cơ hội nữa, một bài hát nữa. 1, 2, 3, 4. Vui nào đi lên một niềm mang hát. Em xin chào quý anh chị tập trung hình này. Em mời chị đi làm thử, làm tử lên phổ. Chúng ta chụp tấm hình luôn mình với tất cả các em ạ. Rồi, xin mời xin nhìn phía trước ạ. Em sức trai bệnh tâm trí kết đoàn vui trong tình thân yêu cùng ghi nhịp đàn hát. Rồi xin trân trọng các em ạ. Không kém đó là giải kỷ lục trại của năm nay. Xin trân trọng tuyên bố đó là đội bắt đầu bằng số 1. Trời ơi, ghê mà. Và chúc mừng đội xanh 1 đã được giải kỷ lục 1. Rồi xin mời đội Hiếu, đội xanh 1 chúng ta dự sen xanh 1 chúng ta hô đội và tiến lên phía trước. Chốn con cung kính kính mời đại đức cố vấn giáo hạnh Thích Đồng Mớn và sư cô Thích Đường Nhất Niệm hoan hỷ tiến lên gửi những phù hiệu kỷ luật cho các em. Dạ chúng con cung kính ạ. À.
Đội Hồng hai chân để hát vui. 1 2 3 nho 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 rồi người ngồi kia chỉ cho nhau nghe. Đây gia đình cùng nhau chung hơn ai dưới đại sen sáng soi nở hồng ta nhìn ngày xanh bao ánh nay ánh hương quang đàn chiếu khắp núi sông. Rồi và giờ phút cuối cùng đó là đội được chung cuộc, đó là đội vai hai được giải chung cuộc. Xin trân trọng chúc mừng và chúng tôi lại cung kính cung hỉnh đại đức cô bác giáo hạnh và sư cô thích tự nhất niệm. Chúng ta hoan hỷ chúng ta gửi cái phần quà phần thưởng cao nhất của trại cho các em. Chúng tôi cũng mời kính mời anh trại trưởng dạ đồng tiến lên trao phù hiệu ạ. Rồi mời đội bạn hai nhanh chóng tiến lên ạ. Rồi nếu quý anh chúng ta vui lòng hỗ trợ chứ gắn phù hiệu lưu niệm cho tất cả phù hiệu. Hôm nay có vẻ là được mùa. Phải không một hát thôi. Gió Quảng Nam vô nó thay đổi nhiều thứ. Rồi hầm một cho bé vui nè. 1 Chuyên cho nhận cây xanh qua cung trời. Ngày trong đây là sáu, mình cứ thế này làm lớp. Dạ chúng con cũng kính xin được tấm hình lưu niệm ạ. Lần nữa. Rồi nhìn phía trước nè đó. 1, 2, 3. Chào các bạn. Dạ chúng con xin chúc kính và cảm ơn. Các bạn đứng yên tại chỗ. Tâm Minh sáng, tụi mình trở lại sáng. Minh. Trại chúng ta mang tên Tâm Minh và bài hát của chúng ta mang tên là Ngọn Đuốc Tâm Minh, bài trại ca. Và tiếng reo của chúng ta là sáng, thì cũng muốn rằng từ đây về sau, sau khi cho dù chúng ta có tan chạy thì cái ánh sáng tâm linh này sẽ đi theo tất cả chúng ta, anh em ta có mặt hiện diện từ đây trong suốt cuộc đời của mình, trong suốt cả hành trình của cuộc sống, không chỉ trong màu áo lam, trong mọi khía cạnh của cuộc sống, ánh sáng tâm linh sẽ đi theo chúng ta trên mọi cuộc hành trình. Sau đây xin gửi đến cho đội chung cuộc. Mỗi năm là chiếc cúp hoa sen và lá cờ lục hoàng khi đoạt giải chung cuộc. Hôm nay thì đội chung cuộc sẽ nhận ngọn đuốc tượng trưng, ngọn đuốc ánh sáng trí tuệ, tình thương và sự hiểu biết từ mái tâm minh đến với đội của mình, cũng giống như tất cả chúng ta có mặt ở đây. Rồi xin mời. Đây là ngọn đuốc là xin tặng cho, trao lại cho đội vàng hai. Giơ cao ngọn đuốc lên ha. Ở đây xin mời
Rồi xin mời 8 đội trưởng còn lại chúng ta bước lên đây. Bước lên. Như sao? Bước vào qua đây, bước vào đây thành một vòng tròn nè. Có để chụp được rồi. Rồi, xin mời anh đội trưởng đội vàng 2 đứng vô giữa. Anh không có nhảy gì ở đây. Anh em chúng ta đứng sát vào. Tại đây. Đứng sát vào nghe. Thôi, chúng ta cùng đưa ngọn lửa này vào tim mình để Đức Huệ hay Linh Phổ gì chúng ta trong thời gian sẽ đem ánh sáng sự ấm áp này về đến gia đình mình ha. Rồi, ta xin chúc 1, 2, 3 thổi nghe. 1, 2, 3 Rồi, xin mời. Rồi, xin mời tất cả các bạn về vị trí của mình. Là đội nào cũng có cố gắng, đội nào cũng đầu tư vào tất cả những cái hoạt động của khối đội trại đưa ra. Nhưng đội trại ghi nhận một sự nỗ lực rất lớn. Và đây chúng ta sẽ ghi nhận đó là đội Hồng 2. Xin chúc mừng đội Hồng 2. Chúng ta được sự đánh giá rất cao về sự nỗ lực của các bạn trong suốt quá trình chạy của chúng ta. Xin trân trọng kính mời. Chúng con trân trọng kính mời bác gia trưởng gia đình tử Đức Huệ và bác gia trưởng gia đình tử Linh Phổ chúng ta tiến lên gửi các phù hiệu, các huy hiệu cho giải nỗ lực năm nay đến các em để công nhận sự cống hiến và sự nỗ lực trong suốt thời gian qua của các bạn trong kỳ trại tâm linh hai này. Chúng em cũng trân trọng kính mời chị liên đoàn trưởng gia đình tử Linh Phổ chúng ta tiến lên gửi đến những phù hiệu thân thương cho đến cho các em. Dạ, cũng mời anh trại trưởng chúng ta tiến lên chúng ta gửi đến những phù hiệu cho đến các em ạ. Rồi, đội chỉ được chạy rồi, con mới là đội mới đội chỉ được. Mấy cái đội nhào nhào ghê luôn. Rồi trắng 2 cho bài hát vui. 1 vui là vui quá. Vui là vui nha. Vui ông chó nào nha. Rồi xin mời quý vị cho em một cái hình lưu niệm ạ. Chó nào. Rồi xin mời tiến lên phía trước là nhìn mấy ảnh ra. Lưu lại những kỷ niệm này. Rồi 1, 2 Rồi xin mời kính cảm ơn ạ. Quan trọng một điều duy nhất là anh em mình đi cùng nhau. Vì vậy hãy luôn luôn đánh bước cùng nhau trong những chặng đường dài. Cảm ơn tất cả mọi người. Minh Sáng. Minh Sáng. Minh Sáng. Kính trình diện anh trại trưởng. Em thay mặt cho toàn thể khối đội trại xin trao trả quà lệnh và đã cố gắng hết sức đua trại đúng với đề án đề ra và trại đã thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn anh đại diện cho khối đội xuống trại. Mấy chục tiếng vừa qua đã làm cho không khí của Khánh Sơn trở thành trại trưởng. Tiếp theo chương trình là phần diễn văn bế mạc trại Tâm Minh 2. Xin trân trọng kính mời anh trại trưởng lên đọc diễn văn bế mạc trại. Tất cả cho tiếng reo thật lớn để đón anh. Đón mừng anh. Tâm Minh sáng. Tâm Minh sáng. Chào tất cả các em. Giống anh đời xuống trại mới vừa nói, không quan trọng chúng ta đi bao xa, không quan trọng chúng ta đi đâu, đúng không? Quan trọng chính là đi cùng nhau. Để chúng ta được đi cùng nhau không dễ,
ăn đức cao dày của Chư Tôn Tịnh Đức dành cho chúng ta quá lớn. Để có một nơi chúng ta có thể đi và chúng ta có thể về trong màu áo này. Chúng ta luôn luôn đứng dưới sự che chở bảo bọc của Chư Tôn Tịnh Đức. Chúng con xin thay mặt tất cả các anh chị em một lần nữa xin đê đầu cung kính niềm ơn đại đức Thích Đồng Ấn, cố vấn giáo hành gia đình Phật tử Đức Huệ, đã luôn luôn yêu thương chúng con như những người con. Và lần này trại của chúng con được tổ chức, trại trường được thiết lập, chúng con thật sự quá xúc động. Thầy lo cho chúng con từng chi tiết nhỏ, tưởng chừng nó quá nhỏ, quá đơn sơ, chỉ cần nghe có một tiếng thôi, nước thì ở đâu cũng có. Nhưng mà thầy bơm lên, thầy lọc đến mấy lần để cho các em tắm, các em sử dụng để không ngứa, vì sợ các em ở thành phố không quen nước ở Khánh Sơn. Chỉ có một điều nhỏ vậy thôi là cả một bầu trời yêu thương, là tất cả những gì anh em chúng ta cho dù hành ngoại tích cực hơn nữa, gắn bó với nhau yêu thương hơn nữa, phát triển cao hơn nữa cũng không bao giờ đền đáp được hết tình thương của thầy. Cô tuổi cao vẫn đi theo anh em mình, vẫn suốt một kỳ chạy dài, bao nhiêu kỳ chạy, sư cô Thích Nữ Nhất Niệm vẫn luôn bên em chúng ta. Đó là tất cả những bóng cây, những cội tù, những tình cảm bao la mà anh em chúng ta luôn luôn phải khắc ghi và nhớ mãi để sống và thở đúng trong từng hơi thở của anh em chúng ta hiện tại. Và thật sự khi mà lên Khánh Sơn, chúng con thực sự không tưởng tượng được sự chăm sóc yêu thương của quý bác trong ban hộ tự ở chùa, lại yêu thương anh em chúng con nhiều như vậy. Từng bữa ăn, từng ly nước đông đầy cảm xúc, đông đầy sự hạnh phúc. Chúng con một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều, cảm niệm hết tất cả những ân tình của Khánh Sơn, của các bác, và đặc biệt là các bác phụ huynh, không những là tin tưởng giao đoàn sinh, được giao con cho chúng con đến với gia đình, mà còn đồng hành với anh em tụi con trên đường của trại Tấm Minh Hai lần này. Một lần nữa xin thay mặt cho toàn trại xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các bác nhà bếp ở Khánh Sơn cùng quý vị phụ huynh của hai đơn vị gia đình Đức Huệ và Linh Phổ. Một lần nữa anh xin được gửi lời đến các em Linh Phổ, không biết từ cách đây bao nhiêu tiếng đồng hồ cái tên Linh Phổ nó trở nên quá thân thuộc. Nó đi bản thân anh không biết, khi mà nói ra tự nhiên thấy nó rất là thân thương lắm. Xin cảm ơn tất cả các em, và đặc biệt xin cảm ơn anh chị Trung Kinh đã nói cho chúng tôi một nhịp cầu yêu thương của tình lắm. Và từ đây Linh Phổ và Đức Huệ chắc chắn sẽ không còn một khoảng cách là hai cái tên, mà chúng ta đã được nói bằng một nhịp cầu thật sự quá yêu thương. Mấy chục tiếng đồng hồ không đủ để anh em chúng ta gắn kết, nhưng kể từ đây trở đi, trong tim của mỗi thành viên Đức Huệ sẽ có Linh Phổ ở trong đấy.
Và đặc biệt là xin cảm ơn các em rất nhiều, tại vì hiện diện, các em hiện diện ở đây mới có chạy trường ngày hôm nay, mang tên Tâm Minh Hai của hai đơn vị gia đình. Và anh cũng rất cảm ơn các em đồng sinh Đức Huệ đã đồng hành cùng toàn thể ban quản trại. Vì có tụi em, chạy trường mới được kiến lập. Không có tụi em, các anh không biết kiến lập chạy trường với ai. Một lần nữa thay mặt cho toàn thể các anh chị huynh trưởng của hai gia đình, xin cảm ơn tất cả các em trại sinh của hai đơn vị gia đình Đức Huệ và Linh Phổ rất nhiều. Và chúng ta sẽ cho một tiếng hô thật lớn, một tiếng hô chạy thật lớn cuối cùng để chúng ta kết thúc lại kỳ chạy thiệt nhiều cảm xúc và ý nghĩa lần này. Vì cái gì mới nó cũng chưa chạm được tới tới điều chúng ta cần, đúng không các em? Có thể là cảm xúc của anh chưa chạm được tới cảm xúc của các em, hoặc là cảm xúc của các em chưa chạm hết được đến cảm xúc của các bạn Đức Huệ, hay Đức Huệ chạm đến cảm xúc của Đức, của Linh Phổ. Như tất cả chúng ta hiện diện ở đây sau này có lẽ đã được nói bằng một nhịp cầu. Tâm Linh sáu. Nhân dân trại trưởng, tôi xin tuyên bố bế mạc trại Tâm Minh 2 năm 2019. Xin mời anh thư ký xin ta còi để trao trả lại cho chúng tôi. Kính trình bác trại trưởng, giờ phút này trại Tâm Minh 2 của chúng con đã được hàng bản, chúng con xin được trân trọng trao trả còi lệnh lại đến bác trại trưởng. Những cái này có trong cẩm nang sẽ rất ít cho các em. Trân trọng tặng các em ha, bé đội vàng hồng 2, đội rất là tuyệt vời. Thầy trả sinh cho tiếng heo thật lớn để đón lời huấn tượng của anh. Cảm ơn sáu. Cảm ơn sáu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy cố vấn, kính thưa sư cô nhất nhị, lần trà này không biết là lần thứ bao nhiêu trong cuộc đời áo lam của con, nhưng ngày hôm qua con rất được sung sướng được nghe lời dạy dỗ thầy cố vấn một điều của con đang gian nhiên. Và cái lời thầy dạy đó chính là lời dạy cho toàn thể trẻ sinh của chúng con, khi đến chùa ta phải nhớ Phật đầu tiên. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy dắt ba nhát nhỏ các con cùng với các con đồng sinh này. Với anh Thắng thì anh cảm thấy là có một cái gì đó mới kết nối giữa Đức Huệ và gia đình Phật tử Linh Nhà Linh Phổ. Thế nhưng mà đối với con thì không phải như vậy. Bác nhắc con biết rằng là năm vị kinh 15 tuổi ở nơi chạy trường Đà Lạt, bác ra ngoài đó bác gặp kinh lúc đó 15 tuổi nè, mới học lớp 9. Các bạn này, nè con ráng học đi nha, em ráng học đi, mai mốt vô làm việc với anh. Thế mà các em biết sao, các con biết sao, 3 năm sau Kinh bắt đầu vào Sài Gòn học đại học thì xách ba lô đến và ở nhà.
cái tình cảm lúc này thì Trinh đã là một quân chủ rồi, và Trinh đã là quân chủ của Đức Phật. Các em đứa bạn chắc còn nhớ chị Trinh phải không? Nhất là các anh buồn gì khi mà chị Trinh đi rồi cũng buồn lắm phải không? Đó, đối với ban quân chủ của chúng ta thì anh Trung và chị Trinh đã từng sinh hoạt với mình, rất là gắn bó, mình đã coi như người anh của mình rồi. Nhưng còn các em đàn sinh linh thổ Đức Phật, nghe nên mình còn xa lạ không? À, Pháp mong rằng là cái tình cảm này chúng ta luôn luôn giữ gìn, để rồi một ngày nào đó chúng ta, các em ở linh thổ vô Sài Gòn cỡ nào sẽ được gia đình Đức Phật đón nhận. Và một lúc nào đó Đức Phật có những cuộc chạy đi về cái miền cao nguyên này, sẽ ghé về với linh thổ để chúng ta không còn xa lạ nữa rồi, phải không? Pháp mong rằng cái tình cảm đó mình luôn luôn được gìn giữ, và đó chính là tình gia của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng em xin đón nhận những lời chỉ dạy ân cần và xin hứa sẽ cố gắng ngày một tiến hơn nữa. Kính chúc anh được sức khỏe vô biên, thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức chứng minh. Duyên làm cho chúng con được hội ngộ về đây dưới vòng tay bao dung che chở, với tấm lòng từ bi rộng mở và dìu dắt tận tâm của quý ngài và Chư Tôn Đức Tăng, nuôi lớn chúng con trên bước đường tu học bằng những suối nguồn pháp rạc vô biên. Giờ này chúng con khát ngưỡng kính cung thỉnh Đại Đức chứng minh Đại Từ Lớn Mẫn ban cho chúng con lời đạo từ khuyến tấn trong buổi lễ hôm nay. Thành tâm cung thỉnh Đại Đức ban đạo từ cho chúng con, toàn thể trại cho tiếng reo thật lớn. Toàn thể trại chúng con khởi thân chắp tay sen bút, cung kính lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni, kính thưa bác gia trưởng, các anh chị trưởng, các bác phụ huynh trong các ban bảo trợ, huynh trưởng cũng như đoàn sinh của gia đình Phật tử Linh Phổ, gia đình Phật tử Đức Huệ tại trại Tâm Binh 2 năm Kỷ Hợi 2019. Lời đầu tiên thì tôi xin thay mặt cho Chư Tăng, Chư Ni có lời tán thán công đức của tất cả bác gia trưởng, hai đoàn huynh trưởng cũng như tất cả các em trẻ sinh do cái trị trại này. Tiếp theo thì thầy hỏi thiệt tụi con mệt chưa? Giỏi. Nhưng mà nói chuyện gì mà ở xa quá, bước tới dùm cho thầy 4 bước thôi. Rồi, nghe nè. Thêm 1 bước nữa. Rồi tiếp theo là xin mời các anh chị trưởng, nãy giờ đứng lâu rồi, lấy ghế ngồi giùm thầy. Và tất cả tụi con ngồi xuống. Thầy chưa ngồi đứng lâu. Thầy không muốn tụi con đứng hoài. Ngồi vậy coi được không? Dễ chịu hơn không? Nghe được bao lâu? Hả? Nghe tới tối luôn. Thiệt không đấy? Minh Thi lắc đầu. Thật ra những gì cần nói hồi đêm thầy nói hết rồi. Thầy lựa cái lúc mà tụi con đang ăn cái đồ rất là ngọt để cho một ít gia vị cho nó bớt tác hại của đường đi. Ăn nhiều đường quá không tốt đúng không? Cho thật ra hồi đêm thầy nói hết rồi. Bây giờ ngồi suy nghĩ hoài không biết nói cái gì.
tại vì cái gì cũng muốn nói hết. Nhưng mà giờ nói nữa đó, thì là tụi con giờ ham tắm biển lắm rồi, cái lại đứa thì ham lên núi lắm rồi, thầy biết điều đó mà. Nhưng mà tại vì người ta mời không lẽ không nói, nên thôi cho thầy nói một chút, mà thầy cũng biết thầy nói gì. À, thầy trước hết trong cái chuyện nói chuyện riêng với tụi con, thầy phải có lời cảm ơn đặc biệt đến gia đình Linh Phổ. Bởi vì như hồi đêm thầy nói đó, những gì mà tụi con thể hiện ở trong cái trại này, thật sự là về mặt chuyên môn đó, thì có thể là không phải là xuất sắc, nhưng mà về mặt tinh thần, cho nên cái giải gì đó mà nỗ lực cố gắng gì đó, đúng ra theo thầy gia đình là phải có hai giải, một cái giải cố gắng với một cái giải gì đó mà hôm qua nhảy á, mà ai cũng ủng hộ hết, nhưng mà ta giám khảo cũng diễn người ta rất là máu lạnh, tụi con biết không? Họ không có tình cảm, đồng ý không? Rồi cuộc đời luôn luôn nó có những cái sự may mắn. Cái đội mà thầy biết được, tại vì thầy chứng kiến mà, nó đi chơi trò chơi lớn, nó về đây á, mà nó đạt giải nhất là bởi vì nó đi lạc. Thế mới đâu, bởi vì nó đi lạc cho nên nó về nhất. Chứ nếu nó đi đúng như người ta thì chưa biết nó về thứ mấy. Nhưng mà đó là cái gì tụi con biết không? Nó là cuộc đời. Cho nên đừng bao giờ đặt cái câu hỏi ha, mà tại sao tôi thế này, mà tôi không như cái con bé kia, nó thế kia, vân vân. Mỗi người là mỗi nhân, duyên và quả. Chúng ta mỗi người chúng ta khác nhau hết. Ngay cả anh chị em sinh đôi cũng khác nhau, chứ không có giống nhau hết. Cho nên đừng buồn phiền vì cái chuyện mình không đoạt giải. Thầy thấy có đứa nó đeo cái này mà nó kêu thầy đeo cho nó nữa mà không có chỗ luôn, nó dành hết trơn. Nhưng mà thôi, thật ra đó, tất cả những cái hơn thua mà chúng ta tranh đua với nhau từ hôm qua tới giờ là để làm chi? Để chúng ta cùng nhau cố gắng. Và thầy thấy rằng tụi con đã rất là cố gắng. Cho đến thời điểm này, thầy chưa dám nói là trại thành công. Trại chỉ thành công khi tụi con về tới nhà rồi, và 1-2 ngày sau tụi con không có đứa nào đau bệnh hết thì mới là thành công. Chứ không đi về rồi bị ngứa ngáy, rồi bị mũi cắn, rồi sốt rét, rồi vân vân, vân. Đủ thứ chuyện hết thì chưa gọi là thành công. Thầy tin rằng sau cái kỳ trại này, chúng ta sẽ có nhiều cái sự gắn kết hơn trong từng gia đình và giữa hai gia đình chúng ta với nhau. Bởi vì đó, thực ra đó, nếu chúng ta để ý đó, thì những lần chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này nó đều là duy nhất. Không lâu nữa Đức Huệ sẽ chia tay với một vài những cái anh hơi lớn lớn một chút, bắt đầu biết làm việc rồi thì lại phải đi bươn chải với đời. Rồi nhất là các chị khi đến tuổi lập gia đình, có em bé, dường như đó mấy chục chị mới còn được một chị tiếp tục, có thể đủ duyên để tiếp tục gắn bó với mỏ lam, còn không có chu niêm nó về được là quý lắm rồi, đúng không tụi con? Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, giả sử sang năm chúng ta đi trại chung nữa, chúng ta có gặp lại hết những gương mặt này không? Chắc chắn là không. Giỏi chúng ta nói không nhanh quá, tụi con hiểu không? Và đặc biệt của cái kỳ trại của Đức Huệ đó, mà thầy thấy rất là thương, là luôn luôn có cái sự hiện diện của ba thế hệ từ gia đình Đức Huệ ra. Tụi con biết ở đâu không? Biết không? Có một cái gia đình
mà luôn luôn đi cài là có cả ba thế hệ đi, biết không? Cái điều đó à, xin nói giới thiệu luôn, đây là sư cô Nhất Niệm. À, sở dĩ mà à, các em sinh trưởng có giới thiệu, nó không biết giới thiệu cái gì hết, rất là dở, thầy phải nói cho tụi con biết. Sư cô Nhất Niệm trước đây là huynh trưởng của Đức Huệ. Linh Phổ có biết điều này không? À, quá dở đúng không? Tụi con phải giới thiệu là cựu huynh trưởng của Đức Huệ, xong rồi đi tu. Và đúng ra giới thiệu thầy phải giới thiệu thầy là cựu anh Vũ Cô. Tại nếu hồi xưa thầy không đi gia đình Phật tử thì chưa chắc thầy đã yêu cái màu áo này. Là bởi vì đám này ăn không rồi chứ không cúng dường. Thầy nói thiệt, tụi con đừng có gọi là đừng có nghĩ là ồ thầy ổng nói thế này thiệt luôn. Các cụ đến chùa thì thắp có một cây nhang thôi, có thể cúng dường để lo công việc chùa. Còn gia đình Phật tử tới nó ăn xong rồi nó thả ra đó, nó đi về. Kêu nó tháo cái cờ, nó tháo xong nó quăng đầy chùa. Bây giờ ở Định Huệ đó, cờ Phật Đản vẫn còn quăng tùm lum hết. Nó vừa ăn nè, nó vừa bày ra nè, vừa tốn kém nè. Rồi lại phải lo cho nó đủ thứ nữa. Mệt không? Có mệt không? Tụi con đâu biết đúng không? Thầy biết rất là mệt. Đã vậy rồi còn phải đứng ra để chịu những người Phật tử trong đạo tràng người ta bắn nhốt. Nó ỷ là thầy thương nó cho nên là nó thế này thế kia. Ở Linh Phổ có bị chuyện đó không? Bắt ra được? À có. Chuyện đó có nghĩa là gì? Không phải tụi con á là đều giỏi như nhau hết, mà gia đình nào cũng có cái dở như nhau. Sao mà thầy nói toàn chuyện buồn không? Mà thực tế nó là như vậy. Thực tế nó là như vậy. Nó sinh hoạt, nó chuẩn bị chạy gì đó, tới 11 giờ đêm nó mới ra khỏi chùa. Đèn nó lẻ từ ở nhà vệ sinh lên tới cái cổng chùa luôn, nó không nói ai hết. Thầy nhìn vô camera, thầy xuống thì không thấy một cái đứa nào hết. Rồi đi dựng mấy thầy dậy để mà đi đóng cửa, đi tắt đèn. Có không? À có. Chiếc xe của thầy nó leo lên chẳng, nó đứng, nó treo cờ. Thầy hỏi nó thằng nào, nó nói dạ con biết, con thấy nguyên một mớ. Chiếc xe hơi người ta có bấy nhiêu mà nó leo lên 4-5 đứa. Nó thuận luôn, tới bây giờ làm không được luôn. Thì tụi con coi đó là lời hay lỗ. Lỗ nặng. Nhưng mà sao, cái chuyện kia không có coi giờ gì hết á. Tôi biết tôi canh giờ, chuyện cũng phải lo. Thầy kể ra như vậy để làm gì? Để cho tụi con thấy là tất cả những cái gì mà chúng ta có được ngày hôm nay nó đều từ cái sự yêu thương mà có. Và do vậy hãy cố gắng giữ cái điều đó trong lòng mình. Mà muốn thương thì phải hiểu, mà muốn hiểu thì phải cái gì? Tự nhiên muốn hiểu phải thương hả? Muốn hiểu phải làm gì hả? Tụi con á, lúc nào tụi con cũng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hết á, nhưng mà thường thường mở cái miệng nhiều hơn mở cái lỗ tai. Muốn hiểu thì phải học, phải nghe, phải tập cái khả năng lắng nghe. Cho nên đó, mọi hiểu lầm của tụi con đều có thể giải quyết bằng lắng nghe. Tôi chỗ đó đó. Nên thôi, nó nhìn đồng hồ rồi. Tại vì nó mời thầy, nó đâu có nói được bao lâu đâu, đúng không? Ta hồ thì nói. Thì thôi, thầy chỉ mong một điều, và cái điều này là thầy rất là tâm đắc khi đi cái trại chuyên năng La Hầu La năm nào đó ở cái khu du lịch. Thầy nhớ hôm đó Đức Huệ chơi một cái trò chơi ráp hình. Chuyên năng chứ không phải là đi trại hè. À, thầy không nhớ, đại khái là ráp hình.
thì thầy muốn tụi con hiểu rằng nguyên ngồi ở đây tất cả các sư cô, cả thầy, cả tất cả những anh chị, các bác đang đứng ở đằng kia là một cái bức tranh tổng thể. Mà nếu thiếu một trong những cái chấm chấm này đó thì nó không còn nguyên vẹn nữa. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng không có mình không sao. Tới chủ nhật đi sinh hoạt đó, bữa nay đừng biến quá thôi, chắc nghỉ bữa đi không sao đâu. 10 đứa nói như vậy là gia đình giải tán luôn. Hiểu chưa? Tụi con hiểu không? Cho nên nó làm gì làm chủ nhật hay là thứ bảy hả? Tối thứ bảy hả? Linh Phổ tối thứ bảy nhớ đến chùa. Ông thầy ông la kệ ông. Dạ. Cái kinh nghiệm của gia đình Phật tử mà muốn tồn tại đó, ông thầy ông la cứ gắp tay lại và Nam Mô Phật A Di Đà Phật, rồi im lặng tươi cười rồi đi. Không có ông thầy nào làm gì. Thầy chắc chắn luôn. Kinh nghiệm xương máu Đức Huệ và tồn tại được là nhờ anh chị và chị hội dùng cái chiêu đó. La cái gì cũng dạ thưa hết, không có ai mà la tiếp. Cũng như tụi con ở nhà bị ba mẹ la đó, dạ dạ con biết rồi, dạ con xin lỗi ba mẹ, con đố ai mà la thêm. Còn chuông cổ lên mà cãi thì ăn tát ráng chịu, đừng có nói bạo hành. Hiểu chưa? Người lớn người ta la, người ta có lý của họ. Đôi khi cái cách nhìn của mình nó không có tới, chứ không phải là người ta muốn la đâu. Đâu có cha mẹ, đâu có thầy tổ nào muốn la mình đâu. Hiểu chưa? Cho nên á là nhớ, Linh Phổ nhớ, làm gì làm cứ thứ bảy tới giờ sinh hoạt là sắp xếp công việc để đi. Và thầy biết là cái điều đó bây giờ nó rất là khó, trời mưa rồi nó thoải mái không đi ra đường được. Nó khó ở chỗ tụi con có quá nhiều những cái thú vui bên ngoài. Nhưng mà những thú vui đó tuy là nó đem cái niềm vui ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài nó không có cái tác dụng giáo dục, cũng như không có cái tác dụng để mà tưới tẩm cái tâm hồn của mình. Bây giờ chúng ta tiếp nhận một cái thông tin, cái chàng cầu thủ kia cắt mái tóc này, rồi cái ông kia cạo đầu một bên, hay là cái cô ca sĩ này tận cái áo này đẹp, với một cái bài học về hiếu đạo, về cái cách cư xử đạo đức, thì cái nào có giá trị lâu dài hơn? Cái nào lâu dài hơn? Tại vì cái cầu thủ nó cạo cặp đầu một bên thì nửa tháng sau tóc nó lên lại rồi, bình thường thôi. Nhưng mà cái bài học đạo đức hay là những cái bài học có giá trị trong cuộc đời, nếu chúng ta biết áp dụng, chúng ta dùng cả đời, hiểu không? Cho nên dành thời gian lên mạng xã hội, cầm điện thoại bấm, hãy bấm những cái gì có ích, đừng có bấm ba cái tàu lao đó. Tụi con thấy đó, thời gian gần đây không một cái bài hát rất là tố cáo nhân tinh xuất phát từ một cái câu chuyện vô tình của tôi, Hoa nó có dính dáng gì hết, qua Việt Nam cái lập tức trở thành một cái gì đó rất là nổi tiếng, làm cho đó là cả quý thầy cũng ngồi không yên. Thậm chí có nhiều thầy là nổi tiếng là ôn hòa rồi cũng không ngồi yên được, phải lên tiếng. Rồi thầy nói như thế này không chừng là vô tình lại quảng bá cho cái bài hát đó nữa, thầy sẽ không nói đó là cái bài hát gì, tại vì I don't care, ok, thầy không care mấy cái chuyện tào lao đó. Nhưng mà người Phật tử nghe cái gì, chúng ta nghe cái gì có ích, chứ không nghe những cái tào lao. Thế nào là có ích và thế nào là tào lao thì chúng ta có những cái quy tắc, mà đặc biệt đối với tụi con là 50 tắc đạo đức căn bản. 50 tắc đạo đức căn bản là gì biết không? Biết không? 50 tắc đạo đức căn bản của một người sống trên đời là gì? Ai nói cho biết? Hỏi 5 giới là biết liền, còn nói 50 tắc đạo đức cái gì cũng ngớ. Thực ra đó là 5 giới. Thì những cái bài hát độc hại, những cái bài hát tư tưởng lệch lạc, nó thuộc về cái nào trong 5 giới? Tụi con nói thầy nghe coi. Giới thứ mấy? Giới thứ mấy? Khó khăn quá không? Không sao. Nó thuộc một phần về giới thứ hai,
là nói những lời, à xin lỗi, giới thứ tư nói những lời phù phiếm vô ích, và nếu nó là tác hại thì là nó thuộc về giới thứ năm. Tuy nó tác hại nhưng mà nó gây nghiện và nó đem đến những cái điều độc hại, thì nó giống như là uống, sử dụng những cái chất có hại cho tâm hồn mình. Hiểu chưa? Người Phật tử biết như vậy rồi, không chơi. Hiểu chưa? Cũng không cần phải chế lời này kia, tại vì chế lời là vi phạm pháp luật. Có một vài thầy đó rất là nhăn nhở mà gọi là cái gì đó chạy theo trào lưu cho kịp, lập tức lên rồi viết bài rồi cái bạn đó là chế lại lời của người ta. Bây giờ công ty nó ngược lại, nó nói cái bài hát đó nó được bản quyền rồi, thì bây giờ tất cả những cái phiên bản không phải phiên bản của nó là đều vi phạm pháp luật. Cho nên đó, những cái thứ mà nó có hại á, thì cương quyết không thử, không giữ, không sử dụng những cái thứ đó, bằng cách không nghe, mở YouTube lên tới cái bài hát đó, next. Biết không? Biết next xong chạy thôi. Rồi, mưa lắm không làm gì được đâu, yên tâm đi. Đó là những điều mà thầy nghĩ rằng tụi con cần. Tụi con cần có những người nói điều này với tụi con. Không phải thầy nghĩ rằng ồ, thầy là thầy hay là thầy nói gì đó cũng đúng, không phải. Không phải, tụi con không cần phải nghe những cái điều mà thầy cho là đúng. Nhưng mà thầy đưa ra những cái quan điểm như vậy để cho tụi con có một cái cách tụi con nhìn nhận xem là như vậy là đúng hay sai. Tại vì đạo Phật thứ nhất là không ép buộc, thứ hai là không bắt người ta tin. Đạo Phật khác với những tôn giáo khác trên thế gian này ở hai điểm. Thứ nhất là không bắt chúng ta tin, và điều thứ hai là không bắt buộc chúng ta phải theo. Mà chúng ta hãy tin khi nào? Khi chúng ta dùng trí tuệ của mình để chúng ta nhận định. Tại sao chúng ta theo Phật? Tại sao chúng ta mỗi tuần chúng ta về chùa? Chúng ta học cái gì? Hãy học cho đúng với lời của Đức Phật dạy, rằng trên cuộc đời này, tụi con biết không, dường như mọi cái chuyện liên quan đến chúng ta nó đều nằm trong vòng tay của chúng ta hết. Chúng ta phải cố gắng, chúng ta phấn đấu gieo những cái nhân cho thật là tốt, chứ không phải là lạy lục van xin để được cái điều hay. Chúng con, tụi con muốn học cái hay, chúng con phải chịu khó tìm tòi và học hỏi. Muốn giỏi thì phải siêng học, chứ không thể nào nói một ngày con niệm Phật 100 lần là con đã giỏi. Không có, Phật cho được giỏi, Phật cho hết rồi, không cần đứa nào xin hết. Hiểu chưa? Cho nên nhân quả là do ai? Do ai? Do mình. Gia đình cũng vậy, đi sinh hoạt siêng năng là do nơi mình, chứ đừng có đổ thừa. Đừng đổ thừa tại vì trời nóng, đừng có đổ thừa là bữa nay thế này thế kia. Thực ra bữa nào nó cũng có chuyện hết, đúng không? Muốn nghỉ bữa nào cũng có lý do để nghỉ hết. Rồi thôi, thầy nói bấy nhiêu thôi để cho tụi con còn sắp xếp đồ để lên đường. Thay lời cho quý thầy, quý cô, trước hết thầy xin chúc cho trại Tâm Minh 2 được thành tựu như sở nguyện. Mà thành tựu là như thế nào như hồi nãy thầy đã nói rồi, đó là về cái phương diện tổ chức. Còn về phương diện là những người Phật tử, thầy không chỉ mong bấy nhiêu, mà thầy mong rằng tụi con đi một kỳ trại về là một lần ghi dấu trong cuộc đời của mình, và chúng ta sẽ nhớ ở cái trại nào đó chúng ta học được cái gì đó, từ anh Lưu chúng ta học cái gì đó, có thể là học cái cách nghe mấy cái đứa Quảng Nam nó nói chuyện khó nghe, mình ráng mình học đó để lỡ rủi có ra Quảng Nam đó mình còn nghe nó nói chuyện được. Anh Lưu nói chuyện có dễ nghe không? Hiểu hết không? Xạo. Thầy chỉ hiểu được 80% mà sao tụi con hết được? Nó hét to như vậy làm sao nghe được? Rồi thí dụ như vậy, từ anh Hiệu là cái gì? Từ anh Thắng là cái gì? Chị Trinh, anh Trung là cái gì? Vân 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 vân. Rồi từ thầy là cái gì?
thầy nói cái gì tùm lum hết, giờ không nhớ gì hết. Nếu không nhớ thì về Đức Huệ gặp xin nói, thầy nói lại cho con nghe. Ok, vậy cũng tốt thôi, không sao. Rồi thôi, xin thương chúc cả nhà nhiều sức khỏe, đi trại về nhớ giữ gìn sức khỏe, và đặc biệt nhớ đặc biệt đi lên đi xuống tắm biển thì làm ơn giăng dây lại giống như là giăng vịt vậy đó. Còn đi lên Đà Lạt thì làm ơn đi chung đội chúng ta với nhau thế nào đó, đừng có để lạc. Tại vì người ta nói rằng Sài Gòn lạc nhau là mất, nhưng mà thật ra Đà Lạt lạc nhau cũng lạc. Rồi thôi, tụi con đứng lên và để cho tiếp tục chương trình. Chúng ta
gia đình thăm sinh, vội xây đắp anh mình, hằng nguyện ước sống theo buổi tin hòa. Cao quý hôm nay.